Chào. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay mình có một cái câu hỏi rất là hay luôn, là cũng cái bạn sinh viên mà mua cái con KTM này nè. Lúc đầu là anh nói là anh Minh ơi, nên mua GSX mới hay là KTM cũ? Đó. Thì nói chung là Minh tư vấn cho bạn đó hết toàn bộ luôn. Thì Minh vẫn có GSX, Minh vẫn có GSX. Nếu như mà một người mà không muốn tư vấn, muốn bán được xe thì ok em mua GSX đi. Thì mình tư vấn cho anh hết toàn bộ. Cuối cùng là anh chọn KTM RC250. Thì giá của con mới, của con GSX này á, là bây giờ hiện tại nó tầm 80 mấy triệu nữa, mà bản ABS á. Thì nhìn sơ thì anh mua cái con này chỉ có 78 triệu thôi, mà có sẵn những một số đồ chơi xe sẵn. Đó, thì xe này là đời 2018 luôn. Rồi thì bây giờ mình nói cái gì nữa ta? Bây giờ mình tiếp theo là mình nói giữa cái ngoại hình giữa con KTM với lại con GSX ha. Thì đương nhiên là GSX, em quay gần cho con GSX nè. Thì đương nhiên là GSX nó thua xa về mọi mặt rồi. Chắc chắn luôn, thua xa về mọi mặt. GSX nó là phục thường nè. Đó, mọi thứ nó không có bằng được. Từ ngoại hình cho tới công nghệ luôn, không có bằng được. Còn con KTM thì á, rất là xịn sò, ghi đông to nè, ghi đông nè, nhìn cầm ghi đông nó to hơn con GSX rất là nhiều. Đó, rồi phuộc upside down nè. Đây, cái cho anh em coi cái con heo dầu nha. Đây con heo dầu của KTM. Tại mình quay clip quay luôn lần luôn. Thì có cái gì mà nó sai sót á thì anh em hãy comment góp ý ở bên dưới. Đó, con heo dầu này nè, anh em đọc đi, đó, đọc tiếng Anh đi, anh em đọc là gì? By Ray gì đó đó, thấy không? Thì đây là con heo dầu. Một cái hãng con của hãng Rambo. Heo dầu cũng rất là xịn sò nha anh em. Đó, chứ đừng có nhiều anh em không biết chơi xe nghĩ heo dầu này bao heo dầu tàu lao. Đó, nó là hãng con của Rambo á, ghê chưa? ABS đầy đủ. Cái mà mình thích ở con KTM này á, cái dĩa sau nó to luôn, nó to ơi là to luôn á. Nó để cho mình một cái nước đề cực kỳ phê. Rồi, khi mà Minh chạy thử con này nha, Minh chạy thử con này thì cái cảm giác của nó giống như là đang chạy con xe độ rồi đó. Đã lắm, nó giọt. Nói chung là cái kiểu nó là sao ta, cái kiểu con KTM này nó rất là bố láo luôn á. Kiểu như là một người rất là bố láo. Cái con KTM này mà mình nhân quá lên là con người rất là bố láo, nó rất là hổn. Chạy nó rất gọi là mất dạy á, gọi là vậy đó. Nó mạnh nhưng mà nó không có cái nước hậu nha, nó có nước đề thôi. Nhưng mà hậu thì nó không bằng những cái dòng mà Ninja 300 hoặc là CBR250, không bằng. Nó được nước đề thôi, nước đề là vô đối luôn. Còn ở đây là mình thích một cái là được quay vô đây, quay vô đồng hồ luôn. Một cái điểm nữa mà mình rất là thích trên con KTM này ha, là đó là nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà có vỏ đó. Báo lỗi nè, báo ABS nè, báo số nè, số có hiện lên sẵn đây luôn. Những anh em mới tập chơi xe rất là ok, nó có báo số luôn cho anh em là biết có số nào đó, anh em đang chạy ở số nào luôn. Rồi báo km đi được nè, giờ giấc nè. Nhìn nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ ha, nhìn rất là thích luôn. Nhìn nhỏ nhưng mà đầy đủ hết tất cả mọi thứ cho anh em. Cái này báo lỗi là anh em biết vì sao không? Đây nè, là mình chưa đá tó xe á,
đá cái chống chân xe. Khi mình đá cái chống chân xe lên nó sẽ tắt cái này. Rồi, ok. Chìa khóa xe đây, chìa khóa xe. Cái xi nhan nó tích hợp vô rất là đẹp. Nhưng mà anh em á, có thể ví dụ anh em chưa có bằng lái thì anh em có thể đi con này. Ok, bình thường con này thì sẽ tiết kiệm xăng hơn GXR 150. Nhưng mà lên con này thì phải có bằng A2 nha anh em. Tại nó tới 250 phân khối rồi, nó là phân khối lớn. Đó, xi nhan rất là đẹp, rất là dễ thương. Tích hợp vô đây, kính nhìn góc rất là rộng luôn. Có điều cái bình xăng nó nhỏ nha. Bình xăng nó nhỏ thì theo mình đi phân khối lớn không quen á, mình núp gió thì nó cái bình xăng nó hơi nhỏ thôi. Còn những anh em mới tập chơi thì này rất là ok. Này rất là ok. Còn cái yên này mình thích nhiều là cái yên này nè. Nó là nệm. Nếu như mà anh em chưa chơi xe, anh em nghĩ là đây là cái yên solo không à. Nhưng mà nó là nệm, rất là đẹp ha. Thiết kế quá là ok luôn. Còn cái yên con này á, ngồi rất là đau đít. Nó nhỏ chút xíu à. Lại nó văng hơi nhiều. Thì cái đó là sự lựa chọn của những anh em thôi. Đó, cái bạn mua xe thì bạn đã hỏi là nên chọn GX mới hay là KTM cũ. Thì tư vấn một hồi rồi á, em lấy KTM, rất là ngon. Con này hãng bảo trì rất là ok nha. Mình không biết sao nhưng mà mua những con xe GX nó không có cái điều này. Đó là cái thẻ này chắc là thẻ bảo hành ha. Đây, thẻ bảo hành nè. Đó, ba thẻ luôn. Anh em chơi KTM rành thì anh em nhìn mấy cái này anh em biết ha. Còn mình thì thực chất luôn, mình thừa nhận luôn. Mình không có chơi KTM rành, kiểu như mình mua nó về trải nghiệm thôi. Mà mình trải nghiệm mới được chưa tới một tuần thì bạn sinh viên đó là anh năn nỉ anh Minh ơi bán cho em này. Đó, thẻ bảo hành mình nhìn nó rất là xịn sò ha. Quay cho anh em coi. Đó, thẻ bảo hành rồi thẻ kiểm tra đó, tùm lum thẻ. Đó, còn chìa khóa zin nè. Chìa khóa dự phòng á. Đó, một bên một đây, bên đây một ngăn. Còn cái này là ray to ray đồ. Đây, một đống sổ luôn nè. Chắc là sổ hướng dẫn sử dụng xe rồi. Ê, cái này dễ thương nè. Cái này là cái gì ta? Anh em biết comment bên dưới coi. Mình mới mở ra lần đầu luôn á. Bữa nay giao xe cho ảnh mình mới mở ra á. Chứ bữa giờ mình ôm xe mình chạy không à. Đống luôn. Mấy cái catalo rồi đó. Nói chung rất là nhiều. Rồi, rất là nhiều ha. Nhìn cái tem, những cái này nè, rất là xịn sò. Rồi đó. Bây giờ giấu mặt em đi. Giấu mặt nhưng mà em phát ngôn vài câu coi. Nhận xét sao về cái sự lựa chọn của em. Đó, khuyên anh em như thế nào đó. Bây giờ, cái này tưởng là em đây. Rồi, bây giờ dạ, đối với em là thấy là dòng KTM thì nó sẽ bốc hơn con 150 thì chạy một thời gian thấy cái cảm giác là chán. Thấy nhiều anh em review vậy nên em chọn dòng KTM 250. Với lại là từ trước giờ tin tưởng anh Minh rồi nên gì cũng ok hết à. Anh thì KTM thì nói chung là KTM á là anh chơi cũng không có rành lắm đâu. Nói chung là anh chỉ kiểu như trải nghiệm thôi. Nhưng mà thấy nước đề rất là đã. Nước đề rất là đã, với lại cái KTM này nó làm chuyên nghiệp hơi mà. GX đâu có đâu. Ở dưới anh có một con GX đập thùng luôn, không có gì hết trơn á. Có cái mã vạch ấy thôi à. Nói chung là nhìn KTM mà hãng họ nhìn rất là kiểu như là nhìn rất là nhìn. Nó cho mình cái cảm giác giống như Ducati rồi á. Nó cho mình cái cảm giác giống như là mình mua xe Ducati Bendup vậy á. Nhìn rất là xịn sò. Sổ rất là xịn sò rồi. Giờ chào cho em. Đó, em là bây giờ đã là chủ sở hữu của con KTM 250. Đó. Nhưng mà bạn gái của ảnh nha. Bạn gái của ảnh cũng nói là KTM đẹp không? Đó. Ly qua cho thấy bạn gái ảnh nha. Giỡn thôi, bạn gái ngại. Đó, rồi. Thì muốn nói gì nữa ta? Bây giờ nói cái gì cũng nói hết rồi. Cho anh em nghe tiếng bô. Thì đương nhiên tiếng bô một máy á, nó sẽ không thể nào bằng tiếng bô hai máy hoặc là bốn máy được. Ở đây cứ lên cái bô AK Mobit. Nhưng mà cái dòng KTM này
nó tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn CBR250. Mình nói lộn. Nó tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn những cái dòng xe khác. Ví dụ như là GX, những cái dòng mà CB300. Ví dụ CB300 nó vẫn một máy nha anh em. CB300 một máy nhưng mà con này nó tiêu hao nhiên liệu hơn CB300. Ví dụ CB300 có người bạn mình đi là tới 40.000 lít, 38.000 lít, thì con này nó nằm tầm 32.000 lít thôi. Nó hao xăng hơn những cái dòng đó. Cái đó là ví dụ cho anh em nha. Thì dòng KTM này thì nó không có tiết kiệm xăng nhiều bằng những cái dòng xe của Honda hay là Kawasaki. Đó là một cái lưu ý để cho anh em mua. Rồi bình xăng con này thì 10 lít mấy, chạy rất là xa. Để coi mình trải nghiệm con này là chạy được 200 cây số đường hỗn hợp, thì mình đổ đầy bình của nó là mình nhớ luôn là 125.000 và giá xăng lúc đó là 15.000 một lít, thì anh em tự tính nha. Thì mình đổ 125.000 mà đi được 230 cây, đúng 230 cây, thì anh em tính thôi thử tiêu hao bao nhiêu cây một lít. Rồi xong rồi, giờ đâu còn gì để nói đâu. Cảm ơn anh em đã xem clip và chúc anh em sẽ tìm được một cái con xe thiệt là ưng ý cho bản thân mình. Còn cái này mình thấy quá là hay, nó một cái so sánh rất là lạ của một bạn mua xe sẵn tiện là quay clip, nhờ bạn đó cho mượn lại chiếc xe. Hồi trước là xe mình mua là, thì bây giờ mình mượn lại để mình quay clip nè. Giờ là mình mượn lại nè. Mình mượn lại xe của anh chủ xe đang đứng phía sau để mình quay clip nè. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Nhớ like, subscribe cho kênh của mình Biker nha. Bye bye.